Thiền là một quá trình, không phải kết quả sau vài buổi. Thiền là một thần dược trị cái tâm vọng niệm, suy nghĩ lung tung của chúng ta. Hôm nay, Khải Toàn xin phép hồi đáp tầm 10 câu hỏi về thiền. Những câu hỏi được trích từ bình luận trên video tập ngồi thiền trong kênh Khải Toàn. Thiền có nhiều phương pháp. Phương pháp Khải Toàn chia sẻ dành cho người mới tập, dẫn họ từ con đường chưa biết gì về thiền, có những bước đầu trên con đường an định. Về sau, những vị ấy có thể tìm hiểu và dùng những phương pháp thiền chuyên sâu hơn. Ví dụ như thiền chỉ, thiền quán, từ sơ thiền đến tứ thiền, tùy vào căn cơ của mỗi người. Các vị nên biết, bước đầu tập thiền giúp tâm an định, cũng là con đường đoạn trừ chấp ngã, điều phục được phiền não, tâm thân tự tại. Trên con đường truyền bá thiền đơn giản, hướng con người đến sự chân thiện. Có điều gì thiếu sót, xin chư vị mở lòng. Và cũng như xin chư vị góp ý cùng chia sẻ thêm. Câu hỏi đầu tiên: Thầy ơi, hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi hay bằng miệng? Xin Thầy trả lời, cảm ơn. Các vị nên biết, mục đích của tọa thiền là giúp tâm ta an trụ lại, tâm trụ một nơi nào đó, không nghĩ việc gì lung tung. Khi tâm ta trụ vào một nơi thì không việc gì không thành. Hít thở bằng mũi hay bằng miệng không quan trọng. Bình thường chư vị thở như thế nào, cứ thở như thế ấy. Giả dụ chư vị muốn thở bằng miệng, sau những buổi thiền cảm thấy tinh thần êm dịu, hãy tiếp tục thở bằng miệng. Tuy nhiên, thở như thế, cổ họng dễ bị khô và tâm khó an trụ. Hãy trụ tâm vào đầu mũi, hoặc trụ tâm vào nhịp đếm, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Đừng để tâm đến việc thở bằng mũi hay bằng miệng. Câu số 2: Con ngồi thiền một lúc thì tê hết chân, đứng dậy đi không nổi, có cách nào giúp con với? Đa phần người mới tập thiền ban đầu bị tê chân, đau lưng, ê mông, cảm giác toàn thân bị ngứa ngáy khó chịu. Các vị nên biết, đây là phản ứng từ cơ thể lẫn tâm lý, đa số mọi người dễ mắc phải khi mới tập thiền. Để giảm thiểu những việc trên, chư vị nên có một sự chuẩn bị trước khi ngồi thiền. Trước tiên, ta ăn mặc thoải mái, quần không nên quá chặt, trong một không gian càng yên tĩnh càng tốt. Nơi ngồi thiền nếu không yên tĩnh, hãy đeo tai nghe và mở nhạc thiền. Ánh sáng nhẹ nhàng và không gian không nên có mùi khó chịu. Dùng hai bàn tay xoa hai chân, giúp khí huyết phần cơ chân lưu thông, giảm cảm giác tê chân khi ngồi lâu. Vì với tư thế ngồi thiền, khí huyết phần trên điều hòa tuần hoàn tốt hơn, phần hai chân giảm đi sự tuần hoàn. Những vị có vấn đề về chân và lưng, ngoài việc massage hai chân trước khi ngồi thiền thì nên tìm một ghế đệm kê ở mông. Việc tìm một chiếc đệm kê ở mông giúp lưng thẳng vừa phải, không quá mỏi. Cuối cùng cho câu hỏi này, các vị cần thời gian rồi sẽ quen và giảm dần việc tê chân. Câu số 3: Cháu tập ngồi thiền, nhưng trẻ con có tập được không ạ? Trẻ em tập ngồi thiền ít có tác dụng như người lớn. Trẻ từ 4-5 tuổi trở lên có thể hướng dẫn cho trẻ cùng người lớn tập ngồi thiền. Mỗi lần tầm vài phút, ví dụ 2-3 phút. Ngồi nhắm mắt, hít thở tự nhiên. Tuy nhiên, cha mẹ cần dụ trẻ trong việc này. Không dễ dàng để những đứa trẻ năng động chịu khó chịu ngồi một chỗ yên lâu. Giả dụ hãy bảo với con hãy cùng ba mẹ ngồi thiền. Sau một thời gian, trí nhớ con sẽ tốt hơn, con học sẽ giỏi hơn, con sẽ ăn ngon, ngủ ngon hơn. Có những giá trị quý báu trong việc khuyến khích trẻ ngồi thiền, nhất là ngồi thiền cùng ba mẹ. Vì khi ấy, hình ảnh thân thương, thanh bình của ba mẹ cùng ngồi xếp bằng hành thiền
Hình ảnh yên bình này tràn ngập trong tình yêu thương, xua tan mọi sự giận dữ giận hờn trước kia. Hình ảnh đẹp này mãi lắng động trong tàn thức của đứa trẻ. Việc khuyến khích trẻ ngồi thiền mục đích là kết duyên thiền với đứa trẻ. Sau này khi chúng lớn lên, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, sẽ có thêm phương tiện về thiền giúp tâm cân bằng. Khi chư vị khuyến khích trẻ ngồi thiền, chính chư vị là người được lợi ích đầu tiên. Vì sao? Tự chư vị sẽ có câu trả lời nếu tập thiền trên 3 tháng. Câu hỏi số 4. Em ngồi thiền, bây giờ con mắt thứ ba em có hiện tượng lạ. Khi nhắm mắt lại thì em thấy được cơ thể của mình có viên gì đó, như viên đạn chạy lên chạy xuống. Nhắm mắt lâu thì nguyên người cảm thấy mài đỏ có một cái vòng tròn. Sau đó thì con mắt thứ ba sáng rực lên như bị nắng chiếu vào. Mong anh chị em giúp. Có một môn thiền tập mở luân xa. Luân xa tạm hiểu là 7 điểm năng lượng trên chính cơ thể chúng ta. Luân xa, chakra, trong tiếng Phạn có nghĩa là bánh xe hoặc cái đĩa. Luân xa số 6 là Ajna, hay còn biết đến là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này có người tập để mở, có người đã tự mở sẵn. Và khả năng của mỗi người cũng không như nhau. Giả dụ có người mở được điểm năng lượng số 6 này, họ có thể nhận biết được việc ở một tương lai gần, hay còn gọi là linh cảm. Nhưng đa phần là thấy được những điều không lành, như chuyện xui xẻo hay tai nạn từ bản thân và những người xung quanh. Chính vì thế, người xưa có nhiều người nói rằng và mắng rằng miệng ăn mắm ăn muối, ám chỉ những người chỉ nói việc xui xẻo sau đó xảy ra. Người đã mở hoặc có sẵn khả năng con mắt thứ ba này lại không biết tiết chế, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Trước kia trên một chuyến xe thiện nguyện, lần đầu cả toàn quen một vị sinh năm 80. Anh ấy biết được cách vài km có tai nạn xe cộ. Khi chạm vào một người, biết được trong cơ thể một người đang đau ớn những gì, anh ấy than rằng biết rồi em không muốn gặp, không muốn nói chuyện với ai, nhìn đâu cũng thấy có họa. Bản thân Khải Toàn không thiền theo phương pháp luân xa này, nên không thể nói tốt hay xấu. Trở lại với câu hỏi số 4. Có thể vị này đã mở con mắt thứ ba. Trên cơ thể có những sự xáo trộn. Hãy tập niệm Phật, đừng quan tâm đến những gì lạ xảy ra trong cơ thể. Sau một thời gian nó sẽ hết. Tất cả từ tâm tưởng sinh. Ta nghĩ tưởng gì sẽ gặp việc ấy. Ta không quan tâm gì, dù nó có ngay trước mặt ta, ta cũng không hay biết. Câu hỏi số 5. Thưa thầy, con ngồi thiền một lúc lâu thấy cơ thể như phát sáng, chân tay không có cảm giác là cơ thể của mình nữa. Đây là hiện tượng gì ạ? Một câu hỏi cũng tương tự. Trang hỏi, ngồi thiền như có một nguồn điện trên cơ thể đi từ đầu xuống chân, vậy có sao không? Hai câu hỏi này có điểm tương đồng với câu hỏi số 4. Tuy nhiên, vị đặt câu hỏi số 4 xác định về con mắt thứ ba. Hai vị ở câu hỏi số 5 này trong trạng thái có biểu hiện lạ của cơ thể. Bản thân cơ thể chúng ta vốn là những trường năng lượng. Tùy người, tùy thời điểm, lúc mạnh, lúc yếu, như luồng điện của bóng đèn. Có người cảm nhận được, có người lại không. Giả dụ vào mỗi sáng sớm, các vị hãy thử uống một ly nước âm dương. Ly nước âm dương này vô cùng tốt cho cơ thể sau một giấc ngủ dài. Nói về nước âm dương là nước nguội pha với nước nóng, cho ra một ly nước ấm vừa phải. Uống vào mỗi sáng, khi bạn uống ly nước này, cảm nhận rất rõ dòng nước chảy từ tỳ vị xuống tới bụng. Bản thân chúng ta cũng như vạn vật, dù hữu hình hay vô hình, tất thảy đều từ năng lượng.
khi có cảm giác như dòng điện chạy khắp người hay cơ thể phát sáng là cảm nhận được nguồn năng lượng của bản thân. Tuy nhiên, chư vị không nên tập trung vào điều này. Đừng để tâm đến nó, trừ khi những người tập khí công hay tập quán tưởng theo luồng khí. Mặt khác, khi cơ thể có những hiện tượng lạ, thường xuyên có những hiện tượng lạ kèm theo cảm giác bất an, hãy xem lại tâm thân thời gian gần đây, xem lại nơi ngồi thiền. Vì nơi của bạn chẳng may có linh giới, tâm thân của bạn lại nhược, dễ bị quấy nhiễu. Câu hỏi số 6. Lúc ngồi thiền, đầu óc của mình nghĩ gì, nghĩ như thế nào? Cảm ơn thầy. Dạ, mục đích của tọa thiền ban đầu là lấy tâm trụ vào một nơi chốn, không phải nghĩ cái gì, không phải nghĩ như thế nào. Giả dụ khi mới tập hành thiền, tâm trụ vào hơi thở, trụ vào nhịp đếm hoặc trụ vào câu A Di Đà Phật, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Tâm ta trụ vào một đối tượng, tâm sẽ không rong chơi, không suy nghĩ lung tung, không vọng tưởng. Dù tâm có trụ vào nhịp đếm hay câu niệm Phật, vẫn có lúc tâm thoát ra điểm trụ ấy và suy nghĩ lung tung. Giả dụ khi đang ngồi thiền, bên ngoài có tiếng động, ta liền suy xét, suy nghĩ đó là ai, có vào hay không, hay tự dưng ta ngứa chỗ này, mỏi chỗ kia. Tuy nhiên, những lúc như thế, hãy tiếp tục trở về điểm trụ ban đầu, ví dụ câu niệm Phật hoặc là hơi thở trên đầu mũi. Sau một thời gian tập thiền đơn giản, theo phương pháp hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 hoặc câu niệm Phật, sau thời gian ấy, các bạn có thể dùng đến phương pháp thiền quán, quán tưởng, quán xét những việc ta đã trải qua, dần dần chỉnh sửa tâm tánh. Tóm lại, hồi đáp cho câu hỏi số 6 này, lúc ngồi thiền, đầu óc của mình nghĩ như thế nào, nghĩ ra sao? Dạ, tìm một đối tượng để tâm đặt vào nơi ấy, để không nghĩ ngợi lung tung. Câu số 7. Cảm ơn thầy, tôi già, mệt mỏi nên thân tâm nhược. Nghe hướng dẫn của thầy thấy rất hữu ích và sẽ tập thiền từ nay. Câu này chính xác là một câu chia sẻ, không phải câu hỏi. Dạ thưa bác có tâm ý tập thiền thật là tốt lành. Tuy nhiên các bác lớn tuổi, đi, đứng, ngồi rất khó khăn. Việc ngồi thiền 2 đến 30 phút quả là không đơn giản. Vì vậy, các bác không nhất thiết phải thiền, phải ngồi thiền, có thể đi thiền, nằm thiền, và quan trọng là niệm ông Phật của chính mình. Ngày ngày nhớ nghĩ ông Phật của chính mình. Ở tuổi già, dù có lo hay không lo, con cháu, công danh vẫn sẽ tiếp diễn. Đến khi làm chung, con cái không thể giúp ta, tài sản danh lợi càng không thể giúp ta. Chỉ có Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về phương Tây Cực Lạc, nơi hội tụ thượng thiện nhân. Để đến được con đường ấy, để được tiếp dẫn, ngày ngày các bác phải dụng công, phải tưởng nhớ, phải niệm ông Phật của mình. Ngày ngày nhớ nghĩ tiền bạc, nhớ nghĩ phiền não, nhớ nghĩ danh lợi. Khi lâm chung không kịp quay đầu, vì tàn thức chứa quá ít niệm giác, toàn là niệm mê. Khải Toàn có một video chuẩn bị sanh tử trong kênh. Video này cúng dường những bác lớn tuổi tự mình tìm đường về phương Tây Cực Lạc. Vì vậy các bác lớn tuổi, nếu mỗi ngày tọa thiền được vài mươi phút thì tốt, nhưng ngày ngày phải niệm, phải nhớ nghĩ ông Phật của chính mình. Câu hỏi số 8. Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn thầy đã chia sẻ cách tập ngồi thiền. Thầy cho hỏi, thiền khi nhắm mắt nhiếp tâm niệm Phật có được hay không? Dạ, câu hỏi này tương tự câu hỏi số 6, nhưng vị này xác định rõ đối tượng là câu niệm Phật.
khi ta tĩnh tọa thiền định, tâm nghĩ tưởng câu niệm Phật, miệng lâm râm niệm Phật. Ngay thời khắc này, ba nghiệp thân, miệng, ý của chúng ta đang tạo nghiệp lành. Thời khắc này, ta đang tu ba nghiệp thông qua câu niệm Phật. Cứ như thế, rồi đến một ngày công phu sẽ đắc lực. Tuy nhiên, phương pháp hành thiền niệm Phật có công phu quả thật không đơn giản. Những bậc thiện tri thức, những bậc giác ngộ có thể dụng công phu này, chúng ta thì khó lòng thành tựu. Vì sao? Vì chúng ta chưa giác. Rời khỏi tọa cụ, rời khỏi câu niệm Phật, tham sân si nổi lên, danh lợi, tình cảm lôi ta về hướng đời, không còn câu niệm Phật trong tâm. Ngồi thiền niệm Phật có thể dùng trong thời gian đầu tập thiền, sau đó chư vị nên thiền quán, quán xét đời sống hàng ngày. Công phu đầu tiên có được sau một thời gian quán xét chính là không còn chấp ngã, hạ đi cái tôi, điều phục được chấp ngã, trở lại hành thiền niệm Phật, công phu sẽ đắc lực. Câu số 9, thưa thầy, khi ngồi thiền một hồi, khi mở mắt ra thấy hơi choáng váng. Dạ, Khải Toàn xin thưa, trước tiên anh chị nên xem lại thể trạng cơ thể và tâm lý. Giả dụ thời gian gần đây về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, kèm theo có lo lắng về công việc gì? Ban đầu khi thiền, cơ thể chưa quen, vì cơ thể đang ở một thể trạng tĩnh, khí huyết có thể không cân bằng. Ngoài ra, đa phần bị choáng như trên là do từ môi trường nơi ta ngồi thiền, từ không khí, mùi vị, ánh sáng và cả gần những đồ vật có từ trường năng lượng mạnh. Giả dụ không khí quá ngập ngạt hoặc nơi có khí quá mạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi gặp trường hợp này, ta có thể đổi nơi, đổi buổi để ngồi thiền, tự mình cảm nhận và tìm được phương pháp phù hợp cũng như nơi chốn phù hợp. Cuối cùng, các vị nên nhớ, thiền là một quá trình, không phải kết quả sau vài buổi, sau vài tháng. Hãy cứ hành thiền, tự dưng sau một thời gian sẽ có công phu. Ví như việc ta học bài, bài nào càng khó nhớ, ta phải có mẹo và học thật nhiều. Tập vài buổi, vài tháng không được, không nên nghĩ như thế là thất bại. Vì thiền đơn giản là một quá trình, giúp tâm bình khí hòa, giúp tâm mang trí sáng. Câu hỏi số 10, thầy đã thiền chưa và thiền có nhập định không? Dạ xin thưa, nước nóng lạnh tự mỗi người biết. Định là một trạng thái trong tâm. Tâm định là tâm điều phục được chấp ngã, nhận biết sự việc chân như, nhận biết sự chân thật của vạn vật. Vạn vật nó là như thế. Tâm định là chiến thắng tự tại, chiến thắng bên trong không phải bên ngoài. Câu hỏi, thầy đã thiền chưa và có nhập định không? Các vị nên biết, bất kỳ một vị nào từ cư sĩ tại gia hay người xuất gia, nếu trả lời dù có hay chưa đều rơi vào chấp ngã. Đã chấp ngã thì không phải trạng thái của nhập định. Nếu chư vị có cùng thắc mắc câu hỏi như trên, muốn biết kết quả, hãy dụng công tu tập thiền, sẽ tự có câu trả lời. Bản thân em hành thiền và hướng mọi người đến thiền đơn giản để có tâm an định, cũng như mong muốn truyền bá giáo dục nhân quả đến với thế hệ sau. Hạnh nguyện lớn nhất của em là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ không còn thấy lỗi của người, không còn thấy lỗi của thế gian. Người nhìn đâu cũng thấy lỗi của thế gian, sẽ không còn thấy lỗi của chính mình. Không thấy lỗi của chính mình sẽ không biết sám hối. Sám hối là một bước rất quan trọng trên con đường đoạn ác tu thiện. Chư vị có thể tìm nghe các tập trong sách Bước đầu học Phật trong kênh Khải Toàn. Khải Toàn đăng trên kênh Khải Toàn Thiền Định. Vì vậy, nhập định là việc cảm thọ của mỗi người. Như nước nóng lạnh, ai uống tự biết.
vị ngọt mặn ai nếm tự thọ. Khải Toàn vừa chia sẻ 10 câu hỏi về thiền. Trong cuộc sống chúng ta, khi ta dành trọn vẹn tâm trí vào việc đang làm ở hiện tại là một trạng thái của thiền. Ví như ăn cơm cảm nhận ăn cơm, chơi thể thao cảm nhận chơi thể thao. Tuy nhiên, cảm giác của tọa thiền lại hoàn toàn khác với những việc trên. Khi có chút công phu thiền định qua nhiều năm hành thiền, chư vị dễ cảm thọ vị thiền trong đời sống hàng ngày qua những việc làm. Bản thân của việc tĩnh tọa hành thiền là một công năng không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, đừng bị cảm giác ấy lừa dối chính mình. Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy: tọa thiền đừng tham đắc vị thiền. Không nên tham đắc vị thiền. Hàm ý câu này: đừng có hạnh phúc, đừng có sung sướng, đừng thỏa mãn với cảm giác tự tại thiền mang lại, sẽ không thể tiến tu. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Mời chư vị đặt câu hỏi và góp ý về thiền trong bài trong comment sau đây. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc.